Sáng ngày 8 tháng 12, Hội cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Trong năm 2023, Hội cựu chiến binh các cấp trong huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua. Các cấp hội đã thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nhận ủy thác trên 169 tỷ đồng cho 2.264 hội viên vay vốn, xây dựng quỹ hội đạt trên 6,5 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh, Hội cựu chiến binh các cấp đã tham gia trồng hơn 3.500 cây xanh các loại, phối hợp với các đoàn thể tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ với 3.300 ngày công lao động, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân, chăm sóc các gia đình, đối tượng chính sách, người có công, thăm hỏi, động viên kịp thời hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, tích cực chủ động phối hợp với đoàn thanh niên, thực hiện tốt công tác giáo dục, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và báo cáo tổng kết công tác hội năm 2023, đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các chỉ tiêu năm 2024. Nhân dịp này, hội đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2023, đồng thời phát động và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024.